Hello, xin chào quý khán giả của chương trình 360 độ ngon. Và mình là Bảo Bảo. Và ngày hôm nay thì Bảo sẽ giới thiệu cho các bạn một quán bán cái món bánh xèo Nha Trang khá là ngon, nằm trên đường Bùi Đình Tuý, quận Bình Thạnh. Và như các bạn thấy ở đây thì Bảo đã gọi cho mình một phần bánh xèo Nha Trang. Cách đây khá lâu thì Bảo cũng đã giới thiệu cho các bạn món bánh xèo Phan Rang. Bảo cũng từng nhắc đến cái món bánh xèo Nha Trang này. Khi mà cảm nhận kỹ thì hai cái loại bánh xèo này nó khác nhau như thế nào, và bánh xèo Nha Trang nó có gì, có sức hút như thế nào, và hương vị nó ra sao, thì bây giờ không chần chờ gì nữa, mình sẽ thưởng thức cái món bánh xèo Nha Trang này nhé. Tại vì từ trưa đến giờ thì Bảo cũng khá đói rồi đó. Chắc có lẽ là Bảo sẽ phải nếm thử cái phần nước mắm này. Theo Bảo nghĩ thôi thì cái phần nước mắm này sẽ không quá đậm đâu, tại vì ăn chung như thế này lùa vào trong miệng mà nếu đậm quá thì ăn nó sẽ bị mặn. Nước mắm ở đây tương đối hơi nhạt một xíu, nhưng mà Bảo nghĩ rằng là nếu mà ăn theo phong cách như thế này thì nó là vừa. Khá nhiều cái tép chanh ở trên cái phần phía trên của nước mắm. Bây giờ thì chắc là mình không dài dòng nữa, mình sẽ bắt đầu thưởng thức cái món bánh xèo Nha Trang ha. Ok, Bảo sẽ cho cái phần mình cho hết một cái bánh xèo, cho một ít rau vào ha. Rồi đây, như thế này, một cái chén như này là mình có thể thưởng thức cái món bánh xèo Nha Trang này đúng cách rồi. Nhưng mà quan trọng rằng là bây giờ hương vị của bánh xèo ăn kèm với rau và nước mắm như thế nào. Cái phần vỏ bên ngoài của bánh xèo á, nhưng mà cho vào trong miệng á, vẫn cảm nhận được cái giòn giòn của cái vỏ ở bên ngoài, bên trong thì mềm, cái phần giá bên trong vừa chín tới ngọt. Thì nãy giờ thì các bạn chưa thấy kỹ cái phần bên ngoài của cái bánh đúng không? Đây, một cái bánh thì kích cỡ như thế này đã được gặp lại rồi nha. Ấy, wow, bên trong có giá, một miếng mực nhỏ và một con tôm cũng nho nhỏ. Bây giờ thì ăn tiếp thôi. Một cái chén như thế này thì Bảo nghĩ rằng là một lần mình cho cả một cái bánh xèo vô cũng được. Nhưng mà tại vì lúc nãy á, khi mà bẻ nó làm đôi thì nó hơi khó một xíu, nên Bảo nghĩ là cho một cái vô cũng được, không sao. Hoặc là nếu bạn nào mà ăn từ từ thì Bảo nghĩ rằng là nhờ quán cắt làm đôi cái phần bánh xèo này để mình bỏ vào chén này. Tại vì á, cái phần bột này khá là dai, nên là nếu mà bẻ bằng cái đũa thì nó hơi khó một xíu. Nhưng mà với Bảo thì một lần một cái nó đâu có thành vấn đề gì. Khi mà các bạn ăn cái bánh xèo này, mặc dù là để khá lâu, không lâu lắm, tầm 5 phút thôi, nhưng mà cái phần vỏ bên ngoài đó, nó vẫn giữ được cái giòn giòn, cái thơm thơm cháy cháy của cái phần vỏ bên ngoài. Với cái kinh nghiệm mà ăn uống khá của Bảo thì Bảo cảm nhận rằng là hình như là cái phần bánh xèo này, cái bánh xèo này được pha bằng bột gạo. Tại vì cái đầu tiên đó là cái vỏ bên ngoài để lâu nhưng mà vẫn còn giữ được cái độ giòn. Và cái thứ hai là nếu mà bạn nào mà tinh ý một chút sẽ thấy rằng là cái phần bánh nào mà nó pha bằng bột gạo mà khi chiên hay lên á, thì bạn cảm nhận được cái vị cháy cháy của cái phần gạo, nó khá là thơm. Bánh xèo ở miền Tây á, thì bạn thấy rằng là cho thêm cả nước cốt dừa rồi một vài nguyên liệu nữa làm cho cái bánh xèo nó béo. Nên là khi mà cho vào trong miệng thì mình sẽ thấy thơm và béo. Nhưng mà để cảm nhận kỹ về cái mà Bảo nói đó là cái phần cháy cháy và thơm của cái phần gạo á, thì Bảo nghĩ rằng là cái bánh xèo này cho vào trong miệng ăn mới đã. Nhưng mà cái này không chắc lắm nha, cái này chắc một xíu nữa sẽ phải hỏi kỹ lại cô chủ để xem có chính xác hay không. Hồi nãy giờ mình chỉ nói về cái phần bột bên ngoài thôi, bây giờ mình sẽ nói về cái phần nhân bên trong cái bánh xèo này. Như Bảo nói, đây có một con tôm nho nhỏ và một miếng mực, hoặc là nếu mà trong cái bánh nào mà miếng mực hơi nhỏ thì được hai miếng. Và ăn miếng mực đi coi, không còn nè, miếng mực nhỏ xíu rồi xíu à. Đây là một miếng mực, bây giờ mình ăn mực không đi. Từ nãy giờ thì mình ăn bánh xèo rồi rau rồi nước mắm nữa, nên là không cảm nhận kỹ được cái phần hải sản bên trong này. Cái phần hải sản bên trong cái bánh xèo này đã được nêm nếm, được sơ chế trước rồi, hơi thấm gia vị một xíu. Khi mà cho lúc này không có chấm nước mắm thì cho vào trong miệng vẫn cảm nhận được là cái phần hải sản ở đây được nêm nếm rồi. Một ít giá thôi, mỗi cái một chút, nhưng Bảo nghĩ rằng là tất cả gom lại trong một cái bánh xèo thì nó khá là ngon. Một cái điểm nữa đó chính là cái rổ rau này. Bảo thấy rằng là cái rổ rau này thì cũng khá là đa dạng, loại rau ở trong này nhiều và tươi nữa. Đây cũng là một cái điểm cộng. Và đó là tất cả những gì về cái món bánh xèo Nha Trang. Ở đây thì có giá là 9.000 một cái,
Và thường thì quán sẽ bán một đĩa như thế này 5 cái thì sẽ có giá là 45.000. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là mình sẽ ra ngoài tìm hiểu kỹ hơn về cái món bánh xèo Nha Trang này từ cô chủ đang ngồi đổ những cái bánh xèo nóng hổi ngoài kia nha. Let's go. Dạ, cô ơi, con chào cô ạ. Hồi nãy giờ con ăn cái món bánh xèo Nha Trang ở bên trong á, nhưng mà con vẫn còn một vài thắc mắc. Cái đầu tiên là cái phần bột ở đây mình sử dụng chính để đổ cái bánh xèo đây là bột gì cô? Bột gạo. Dạ, bột gạo. Chính xác rồi ha. Bán bao nhiêu năm rồi? Bán về đây bán được 3 năm rưỡi rồi. Ở đây thì hầu như là bánh sẽ được đổ liên tục như thế này. Và cũng hơi khó để cô phải ngừng tay lại, tại vì bánh xèo nó sẽ vàng liên tục hết cái này đến cái khác đổ như vậy. Dạ. Không tập trung là nó cháy liền đúng không cô? Ở đây bánh cái này là bánh xèo nhưng mình vẫn cho trứng cút vô được hả cô? Khách ăn cái gì thì mình đổ cái đó. Nếu cho ăn tôm thì đút tôm, mềm mực thì đút mực không. Là nếu mà ăn tôm thì gọi tôm không, mực thì gọi mực không, hoặc là thích cho trứng cút cho béo thêm thì cho vô luôn. Hồi nãy thì cô nói rằng là cô bán ở đây là được 3 năm rồi. Trước đó cô bán ở đâu? Hồi xưa cái bán ở quê. Ở Nha Trang hả cô? Đường 24 á. Hồi trước là bán ở đường 2 tháng 4, Nha Trang. Wow, vậy là cô là người chính gốc Nha Trang luôn. Hồi trước thì bán ở đường 2 tháng 4, thành phố Nha Trang. Còn bây giờ thì chuyển vô Sài Gòn. Nên là có thể nói rằng là khi mà đến đây thì các bạn chính xác là các bạn sẽ được ăn một cái bánh xèo Nha Trang chuẩn vị. Mình có thay đổi gì để phù hợp với người Sài Gòn hơn không cô? Hay là vẫn giữ nguyên như vậy? Giữ nguyên. Giữ nguyên như vậy luôn. Vậy là tính ra là cô bán cái món này khá lâu nên là ngồi như vậy nó quen. Chứ thật sự là ngồi đây thì vừa khói dầu nó văng như thế này nữa nó khá là nóng. Và lúc này thì chị quay phim cũng sắp ngạt khói rồi. Nên là chắc là mình hỏi nhanh một xíu nữa thôi. Rồi mình sẽ hỏi cảm nhận của vài vị khách. Ngoài cái bánh xèo thì cô còn những cái món gì ở đây nữa? Có bánh căn rồi, bữa nay bánh căn chưa có bé. Có bánh xèo và bánh căn nữa. Rồi, con cảm ơn cô rất là nhiều ạ. Bây giờ thì chắc có lẽ là mình sẽ hỏi cảm nhận của vài vị khách đang thưởng thức cái món bánh xèo này bên trong nha. Ây da, nóng quá. Chào anh mình biết đến quán này lâu chưa? Quán này mình biết cũng được hơn nửa năm rồi. Bạn bè giới thiệu hay anh là một người Nha Trang chính gốc luôn? Tại vì mình nhà cũng gần đây á, nên mình hay đi tìm mấy món mới vòng vòng ở đây để mình thay đổi khẩu vị. Thì anh đánh giá hương vị của cái bánh xèo Nha Trang ở đây thì như thế nào và nó khác gì so với những cái loại bánh xèo ở Sài Gòn? Đối với anh á, tại vì bánh xèo Nha Trang thì đặc trưng hình như anh biết đó, nó là cái bánh nó nhỏ hơn bình thường so với bánh xèo miền Tây. Cái bánh xèo miền Tây thì anh thấy họ đổ mỏng, thì cái độ thơm của cái bột á nó không có. Còn cái bánh xèo Nha Trang này á, họ đổ cái lớp bột nó dày, tương đối mềm và mình ăn mình cảm nhận được cái độ thơm của bột. Mà anh á là người thích ăn bột hơn là những cái ở trong. Nên anh thấy cái nào bột thơm thì anh ăn cái đó, giống như bánh bông lan cũng vậy. Thì anh cảm thấy anh thích bánh xèo chỗ này. Phần bột ở đây là cái yếu tố thơm. Như em thấy thì tôm và mực thì hầu như ở đâu cũng vậy. Nếu mà không lấy những cái đồ mà không tươi thôi. Còn đồ tươi thì hầu như giống nhau. Còn khác nhau là ở phần mà pha chế cái bột để chiên á. Thì nó khác nhau thôi. Cái đó là công thức của mỗi gia đình khác nhau. Còn về giá cả của một cái bánh xèo ở đây cũng như là về không gian ở đây thì anh đánh giá như thế nào? Không gian ở đây nói chung á, ăn cái này là quán bình dân thì mình không để bàn tới không gian được đúng không? Nhưng mà anh thấy cái giá cả chỗ này rất là phải chăng. Tại cơ bản nó tầm mấy ngàn một cái thì mình dễ ăn. Với lại được thêm một cái, ví dụ như mấy cái bánh xèo miền Tây nó to á, thì nhiều khi một người ăn có vẻ hơi ngán. Đúng rồi, với lại không hết nữa. Còn cái này ví dụ mình ăn cảm nhận được hai cái thì mình ăn hai cái, còn muốn ăn thêm thì kêu thêm. Còn thôi mình ăn một cái cũng được. Cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Anh thích nhất cái điểm gì trong cái món bánh xèo Nha Trang anh đang thưởng thức ở đây? Về bánh xèo Nha Trang thì anh thích về cái nước mắm. Nước mắm nó ăn nó đậm, nó cái khẩu vị mình thích đặc, cái loại nước mắm mà nó đặc trưng vậy. Nhưng mà em thấy rằng là ở đây thì cái cách ăn nó sẽ khác so với bánh xèo miền Tây hoặc là một vài loại bánh xèo ở Sài Gòn. Thì anh thấy rằng là cái cách ăn khi mà cho rau cho bánh xèo chung vào trong nước mắm thì như thế nào? Thực ra nó cũng thú vị. Ăn nó rất là thú vị, tại ở chỗ là nó trộn chung lại. Còn như của miền Tây á, thì mình phải cuốn riêng ra. Sẽ có một cái thú vị riêng, đúng không ạ? Anh đánh giá về giá cả và cũng như là mấy anh chị cô chú phục vụ ở đây thì như thế nào? Về giá cả thì bánh xèo miền Trung này thì mình ăn cái giá hợp lý. Giá cả rất là hợp lý.
cái cách phục vụ của mọi người ở đây thì như thế nào? Ok, cô chú ở đây là phục vụ rất là ok. Cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Và có thể thấy rằng là với món bánh xèo Nha Trang mà ngày hôm nay Bảo giới thiệu các bạn ở một quán trên đường Bùi Đình Tiết, quận Bình Thạnh, thì đây là một quán ăn mà các bạn sẽ thưởng thức được hương vị của món bánh xèo Nha Trang một cách gần như là chính gốc. Giá cả thì cũng phải chăng và mọi thứ khác thì cũng tương đối ok. Còn bây giờ thì xin cảm ơn, xin chào tất cả quý vị và hẹn gặp lại các bạn trong những món ngon tiếp theo của chương trình 360 độ ngon. Bye bye.